Sài Gòn Special, thăng hoa một hương vị. Chấm gì ngon? Jolimex đi. Chương trình cần các bạn bình chọn cho một thành viên là cừu đen của nhóm. Thành viên này sẽ phải ngủ riêng một mình trên ngọn đồi hoang và chỉ được đem theo một món đồ sinh tồn mà các bạn thu thập được trong suốt hành trình hôm nay. Đồi hoang. À, em nghĩ cho anh Tuấn lên đi. Rồi cắt vô giùm em luôn. Đưa cái thằng Phú vô được không? Cái thằng nó ồm ồm ấy hối mình đó. Đúng rồi. Thôi đi thôi. Té. Để xem ai đêm nay sẽ bị hổ vô. Hai con quỷ ghê quái. Hai con quỷ ghê quái. Đó hỏi là tiểu phẩm à. Bây giờ các bạn sẽ có một trò chơi tiếp theo, đóng đinh chính xác. Nếu chiến thắng, các bạn sẽ mang về thêm dưa muối, rau củ, trứng gà cho bạn. Rồi, trời ơi, nãy bắn cái chân mình rồi, bây giờ đóng đinh cái tay. Quân phế đem nó hay gì vậy? Không phải là chắc đóng vô gỗ thì ai đóng vô người đây. Trước mặt các bạn có một cây búa và một cây đinh. Trò chơi này để kiểm tra khả năng tháo vát của đàn ông. Không, mình không chơi không vậy à. Dính bàn tay vô đó rồi sao quay tiếp. Mỗi thành viên sẽ có một lượt gõ búa để đóng vào cây đinh. Làm sao sau 6 lượt gõ búa của các bạn mà cây đinh lún sâu vào khúc gỗ là các bạn chiến thắng. Bây giờ vậy nè, bây giờ trước khi đóng là mình cứ thử tay trước hả? Thấy không? Yeah. Thử tay trước hả? Thấy không? Yeah. Cứ nhắm một chỗ nè, rồi xong vô cái búa, phạp. Yeah. Cái đầu tiên không được mạnh. Cái đầu tiên là em đóng nhẹ thôi, tại vì em đóng mạnh nó sẽ bay á. Vậy em đóng trước đi. Em đóng trước đi. Thôi, anh đóng trước anh Giang. Không, anh để làm mấy cú sau cho nó lúc cán. Hãy nghĩ về những đắng cay cuộc đời đi ơi. Coi chừng nó búng cho con ở mắt á. Ở nhà mình vợ mình làm gì buồn? Em không buồn vợ, em buồn Lê Dương Bảo Lâm. Trời ơi. Em buồn Lê Dương Bảo Lâm. Trời ơi, tôi làm gì em? Coi chừng nó búng vô con mắt nha, Rít ơi. Cẩn thận nha em ơi. Chết. Trời chết. Trời ơi, em nói hận tôi mà quên luôn đó. Ơi là trời ơi, vô dụng quá. Đúng rồi. Rồi, lên. Anh hận ai? Gì vậy? Anh gõ ai vậy? Trời ơi! Anh đưa cái tay vô đây! Anh đưa cái tay vô đây! Khoan! Khó lắm! Rồi, tới đây, Tuấn nè! Tuấn đi! Anh hận ai? Anh hận... biên tập! Vừa thôi Tuấn! Ủa, hết mấy lượng rồi? Ba rồi anh! Tôi được ba đó! Ủa còn anh với Hiếu với anh Lâm hả? Đúng rồi. Làm mất ba thôi. Ba, mới là ba. Lờ lên là được 4 nè. Em hay đóng đó, em thấy là em đi, mình đã làm đi đóng á. Đóng phim, đóng phim. Đóng phim. Đóng cho khéo nha. Em đóng mà, em vô đi. Không, hết người rồi. Hết rồi. Coi chừng nó búng vô con mắt đó em ơi. Đây, ôi. Trời ơi. Trời ơi. Ngày quá. Dữ rồi. Em. Ủa? Thằng em đang đánh lộn vô chỗ này mà nó cũng thú luôn. Đánh vô đây nè, đánh vô cục nhựa nè.
phải đâu, phải đúng ra. Rồi đúng rồi nè, cái này miếng nhựa nè, miếng nhựa nè, đánh hụt mà vô luôn. Dễ hay thiệt. Lâm ơi, tập ủa là đánh hụt quá hụt tạ mấy năm nay làm cho anh cái coi được rồi. Đây, lúc vô cái búa này tôi xin gửi mẹ của Đức Phan, đó là chị Thẩm. Thẩm chị Thẩm. Thẩm thử nha. Ủa trời ơi, sao quýnh nó ghê vậy. Thử nha, thiệt nè. Thiệt. 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 Thiệt cho Thẩm. Thiệt cho Thẩm. Thẩm đánh gì vậy? Anh thấy chưa, họ quýnh nó vô lắm. Ủa sao nó ấy vậy? Chết rồi, còn có một lượt à. Một lượt. Thử tay trước ha. Thấy không? Dạ. Cứ nhắm một chỗ nè, rồi xong vô cái búa phạm. À. Oh. Mất cái đinh luôn. Oh. Wow. Wow. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Cái đinh trên đầu anh nè. Wow. Rồi, các bạn đã thành công ha. Quá hay ta. Xin chúc mừng các bạn là các bạn nhận được thêm một số nguyên liệu cho buổi tối nay rồi. Yeah. Bây giờ chúng ta còn thêm một cái game ở đây nữa. Trời ơi, chơi game đi, tụi em muốn. Đúng game rồi, nhiều. Muốn chơi. Chơi cái gì mạnh bạo đi chị. Ok, mạnh bạo luôn. Xin mời thiết kế đem set game tiếp theo ra. Trời ơi, nghe ghê quá. Uống sữa hả? Đâu uống sữa? Ở trò chơi này, các bạn sẽ được uống sữa. Ở Mộc Châu, các bạn cũng biết rằng nổi tiếng với sữa tươi Mộc Châu. Luật chơi của chúng ta như sau. Ba người đứng một bên, lần lượt từng người sẽ xoay vòi voi 10 vòng, sau đó đến bình sữa của mình và uống hết. Sau đó tiếp tục xoay vòi voi 10 vòng, rồi người tiếp theo cũng tương tự xoay vòi voi và uống sữa. Cho đến người cuối cùng khi uống hết bình sữa của mình và xoay xong 10 vòng thì các bạn kết thời gian thúc. À. Các bạn sẽ phải hoàn thành thử thách trong 10 phút. Nếu chiến thắng thì sẽ đem về mì gói Hảo Hảo cho bữa tối nay. Cái này dễ mà, chỉ có là no thôi. Hồi nãy là cái đoạn mà bi bi rồi cũng dễ, là anh em làm 3 lần đó. Ừ. Cái này dễ không? Cái này no lắm á. Này, ê, chữ ấm luôn mọi người. Về chơi lẹ đi. Rồi, chơi lẹ, chơi lẹ, chơi đi ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Điểm rồi anh em ơi. Một. Anh ơi hơi chậm đó anh ơi. Một. Anh ơi. Hai. Hai. Ba. Bốn. Bốn. Anh đỏ mặt rồi. Anh đỏ mặt rồi. Sáu. Sáu. Tội nghiệp quá, nhìn không. Ờ, bảy. Bảy. Giống ông già và giá lạnh ở bên cái bài hát của em đó. Ờ. Chín. Ông già. Gì đó. Rồi. Đi đi anh, chạy đi anh. Anh ơi, anh ơi. Hướng này, hướng này, hướng này, hướng này. Rồi. Đi đi anh, chạy đi anh. Anh ơi, anh ơi. Hướng này, hướng này. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Hướng này, hướng này. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Anh ơi, bình này nếu uống. Anh thấy sữa là đó, ừ. Rồi. Trời có khi nào có Hiếu quay nhanh xíu nha cưng. Rồi giờ Hiếu làm chưa? Chưa. Chưa, chưa, chưa. Uống xong say mệt. Anh đi làm lẹ. Em nghĩ là chưa tới em đâu, hết giờ rồi anh em ơi. Dạ lẹ anh trai ơi. No quá. Trời anh già rồi. Trời ơi. Mẹ ơi. Mẹ giúp tụi con đi mẹ. Nhiều quá à. Trời nãy cho mẹ cúi đi không chịu. Nhiều lắm. Rồi mẹ về. Có về mất không à? Thôi. Chết rồi mẹ ơi, mẹ ơi. Thôi lần hai. Sáu. Bảy. Tám. Ho rồi, ho rồi. Mời, mẹ già quá. Hiếu hai. Mời, mẹ già quá. Hiếu hai. Ba. Nhanh Hiếu ơi. Bốn. Nhanh Hiếu ơi, không có thời gian Hiếu ơi. Năm. Sáu. Sáu. No quá. Bảy. Bảy. Anh thấp lắm ba. Tám. Mẹ Hiếu ơi. Mẹ không đấm nữa. Chín. Em còn trẻ mà. Đi. Qua đây nè. Đi. Qua đây. Qua đây. Hiếu ơi. Sư tử vậy.
Trời ơi, ở nhà là thấy sữa tôm tóp. Ở nhà là thấy sữa tôm tóp. Ôi, nó uống sữa hay uống dụ vậy? Uống dụ này chắc uống dụ quá. Ba ơi, đừng uống dụ nữa. Ba ơi, gì đâu. Đúng rồi, tụi con khổ quá ba ơi. Ba ơi, ba ơi, đừng có xịn nữa. Ba ơi, ba ơi, đừng có xịn nữa. Ba ơi, mẹ đã khổ quá nhiều vì gia đình mình hợp cái gì vậy? Trời ơi, bỏ nút đẹp quá. Nút đẹp còn em ơi, còn nhiều lắm. Đền. Ba ơi, ba nhậu ba cũng long đền. Để ba say đi. Trời ơi, yêu ơi. Hát chung. 2, 3, tới ai vậy? Tới em, tới em. Trời ơi, 5, 6, 7, để sao vậy, để sao vậy? 8, đâu được, đâu được, đó, đó, đó. 9, hát chung nữa. Dòng nữa, con dòng nữa. Dòng nữa, con dòng nữa. Ôi, 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 ôi. Ơi. Trời ơi. Cố lên mình ơi, lẹ lên. Nhanh lên. 1 2 3. Trời, giống như là cái cối sang ngô vậy á. 10 lần. Rồi, đi. 11 đi. Đi 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 có nhật đập đầu đập đầu em ơi, mình sửa lên đây. Cái đầu này chưa sao đâu, uống xong kìa, uống xong say mới ghê. Ghê quá. Ủa, mình sửa nhớ vợ con, nhớ vợ con không? Vợ con mình ơi, đừng nhậu nữa, nhà mình còn gì đâu. Mình uống hết sữa của con rồi mình ơi. Còn sữa với con bú nữa mình. Bên kia 10 vòng cái này mới mệt nè. 1 2 3 lên nhanh lên mình ơi. 4 5 rồi mình. Đúng rồi, không chịu thời gian đâu anh Lâm ơi. 7 8 9 10 10 Bông nhậu quá. Bảy. Mọi người làm cao quá. Sao? Bảy. Chín. Còn dòng nữa Tuấn ơi. Rồi đi đi anh. Lên, mình rửa cho anh đâu. Lên, lên đây, lên đây. Lên, 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 lên. Lên, lên, lại, lên, lại. Đi. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đứng lên. Mình đàn ông mà, phải chụp qua thử thách. Đứng lên, mình đàn ông mà. Đứng lên. Mở cái nắp đây cho lẹ. Đừng có tham, đừng có tham. Được rồi, được rồi, từ từ. 1, không được phun. Cố lên, cố lên. Còn 2 người lắm. Tuấn không có biết uống sữa, không thích uống sữa. Lẹ đi con. Lẹ đi uống lại đi học. Lẹ đi con. Lẹ đi uống lại đi học. Với mẹ cha. Mẹ cha. Thôi uống lẹ đi, hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Uống một ngầm sữa, kiếp nữa gặp được gia đình. Rồi, qua kia. Quay. Đứng đây luôn. Quay chỗ khác đi, quay chỗ này mất công té vô đây nữa. 2, 3, chơi. Quay. 1 2 2 3. Ba ơi, đừng có nhậu nữa ba. Mấy chú đừng có kêu ba cũng nhậu nữa. Đêm nào của em cũng về. Ba về đi, ba kiếm gì đó kìa. Mấy cái rồi? 7 7 Còn 3 cái nữa. Cố lên, đỡ, đỡ. Quay vào bảnh đi. Rồi, rồi, được rồi. Đủ, 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 quay. Ai vậy, tay vậy? Tay, tay, tay. 2 Ai vậy, tay vậy? Tay, tay, tay. 2 Thì mới say mà. Mới say gái em. Không có, em ba lần
lên. 2, 3. Đi đổi cho. 1. Mở mắt ra nha, đừng nhắm mắt nha, mở mắt ra. 3 4 5 6 7 8. Có chừng cái vai đó. Cái vai có sao không vậy? Có chừng cái vai. Thôi, vai. Vai nhẹ thôi. Hai cái nữa. 1 cái nữa. 1. Rồi, rồi đi. Ủa sao nó ra tới biên giới luôn rồi? Có chừng cái vai. Có chừng vai kìa. Cái vai. Cố lên em. Đi đi em. Từ từ thôi. Từ từ thôi. Uống nhiều ngụm. Thôi chắc không kịp rồi. Không kịp rồi. Còn mấy người đi anh? Còn Quy nữa thôi à, nhưng mà không kịp. Kịp hết á. Trời. Về đi ba. Mệt quá, mày là ba cũng nhậu trơn á. Chơi tới sáng này các con. Dạ. Vợ em bị chắc là... Trời ơi, tự hào lắm á. Tự hào, uống dữ quá. Xoay đi em. Đi, uống nước đi rồi xoay. Chùm khăn vô đỡ xoay nè, rồi vô. Rồi, không ai thấy em đâu. 1. Đi với em. Trời ơi. Xin vĩnh biệt cô. Vĩnh biệt cô. Quý ơi, một cái tay để chỉ đất, đúng rồi. Mấy rồi? 6. 6 rồi hả chị? 7. 7. 8. 9. Anh ơi, anh nắm trâu đi cài hay gì, nắm đầu nhỏ vậy? Rồi, đây. Rồi, vô uống. Anh đỡ cho. Chú ơi, chú ba, chú năm đây à. Trời ơi. Đây. Trời ơi, cái bình bên đây, sao chú bú bên kia? Đúng rồi chú ơi. Ôi. Cố lên Quy ơi. Cố lên. Đúng rồi. Cố lên. Cố. Vuốt ngực xuống. Trời ơi, dục rồi, lục quậy rồi. Quậy đi. Trời ơi. Ủa xe. Trời ơi. Trời ơi. Mấy đứa cho miếng khăn. Ngồi đi. Giống cốc suối tiền kìa. Giờ cốc suối tiền. Lòng lân quy phụng. Ủa trời ơi, thấy người ta chơi không? Một tràng hoa tay à. Anh ơi, tét đầu anh ơi. Anh ơi, vô đống củi anh ơi. Tụi em là những cái máy làm sữa chua chuyên nghiệp. Chương trình cho các bạn thời gian là 10 phút. Tổng thời gian mà các bạn hoàn thành là 11 phút 39 giây. Dù sao đây cũng là một kết quả đáng khích lệ. Vậy nên chúng tôi quyết định thay vì cho các bạn 6 phần mì gói thì các bạn sẽ nhận 3 gói. Các bạn đồng ý không? Đồng ý à? Cũng được. Có cũng được. Có còn hơn không? No rồi. Uống sữa no rồi ha. Sữa no. Nhớ ăn mì vô là hình mì sữa tươi. Bây giờ là thời gian để các bạn sử dụng các nguyên vật liệu, món ăn mình đã thu thập được trong các trò chơi vừa rồi. Các bạn sẽ tự nấu ăn trong buổi trại tối nay. Đi thôi. Sao ổn không à? Người anh em. Nấu gì đi? Choli Mét đây. Wow. Của chúng ta
Mì gói, thịt ba chỉ, sạp xưởng, trứng gà, dưa leo. Thôi, nhóm lửa. Dạ. Bỏ giấy vô chi, bỏ giấy. Ai có bùi nhùi kìa. Bùi nhùi. Này sao anh? Em chưa biết làm này. Nó làm được rồi đó. Xem rồi. Trời ơi, lên rồi. Lên rồi. Còn miếng lửa nhỏ đi dọc. Có bùi nhùi chứ không bùi nhùi. Xin phép đốt tóc em được không? Có. Trải cái đầu em đó. Nè, làm xí không? Xí đi anh. Ôi. Trái miếng tóc rồi. Đánh lửa, đánh lửa trên cái đầu anh. Lấy cái mồi. Rồi một cái mà mình hy sinh một cái gấp thang. Mồi đi, mồi nè. Đây. Củi nhỏ anh ơi. Sao mình không bưng nguyên cái đó qua đây ta? Kiếm cái đồ quạt đây cho. Lấy cái nia. Vậy đi. Uống vô cái rít. Chi chạy cho nè. Lấy cái mạt rít. Nè. Trời. Hay vậy. Quá. Quá. Mai diêm hồng đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Mất tiếng. Ôi chị ơi, chị hôm nay mẹ có mua đậu que. Đậu que à? Chị ơi, mẹ có mua một khúc ba tê. Thưa quý vị, Rick Phan đang có dấu hiệu thoại sản. Sao chị uống sữa? Những mạng miếng không vui lắm, mà nó cứ nhắn nhá hoài. Uống sữa để thoại sản. Sao cái bếp tắt rồi kìa? Sao bỏ nhiều vậy? Quạt đi, quạt đi. Miếng của anh lạnh quá đó. Con bé đó nay đủ lông đủ cánh rồi. Mới ngày nào còn xin theo tụi mình. Đúng rồi. Để diễn tiểu phẩm. Mới ngày nào mình kêu nó nói đi nói đi thì nó chỉ Yeah. Trình bày sao ngày hôm nay anh muốn như thế nào ạ? À, tôi ướp gia vị gồm những cái gì? À, gồm có sa tế Cholimet và kết hợp với lại tương ớt siêu cay của Cholimet. Wow, màu sắc màu đỏ tươi đẹp lên. Hay quá. Ngày hôm nay anh muốn làm món ăn gì vậy? À, tôi làm món thịt heo nướng ạ. À. Hiểu rồi Hiếu. Dạ. Cho mấy cái lạp xưởng vô đây đi, luộc sơ qua lại nướng. Được rồi. Ba miếng hai anh em. Ba miếng là đủ ăn rồi ha. Trời ơi. Quá trời luôn rồi. Ê, lấy miếng bự á. À, em vào đây luôn đi chứ. Có miếng xương xương nè, có miếng sụn nè. Nghe đầu hồi xưa em đã từng gọi là xiếc này nhai than rồi tùm lắm hả? Dạ. Em có thể nhai lại cho tao xem được không? Thôi anh ơi. Biểu diễn cho khán giả coi. Không anh ơi. Cũng đây được chưa? Anh ơi, cái này là nhai quá kiếp anh ơi. Anh ơi, em là hả Hồng Hài Nhi hả anh? Cái này là Thang Mạnh Bà đó. Thang Mạnh Bà. Nhai một cái quên quá khứ. Lãng quên quá khứ. Tới tiền kiếp. Phỏng nha. Thôi phỏng anh ơi. Đúng bỏ là quá đúng không? Bỏ là quá rồi. Không phải bỏ, nhưng mà khi mà nuốt than là nuốt phải nuốt bần á. Nuốt bần cái làm rượu ván gì. Đúng rồi. Là nó sẽ cháy xém bên ngoài thôi. À. Là khi mình ngậm vô một cái là cái cảm giác nó bên ngoài thôi. Đúng, mình chụp là cái nó bị xèo cái nó hết. Còn cái này nó cháy từ trong tim, trong gan nó cháy ra. Là than. Đúng. Bỏ phỏng như hả Lâm? Bỏ vô cái là thục lử. Thôi. Dạ. Viết ơi. Dạ. Hay là mình hãy đi hái trái cây trong rừng. Hái trái cây trong rừng. Để mà đem về phụ anh em. Dạ. Đi thôi em. Thôi. Tụi em đi xíu nha. Có gì gửi mail tụi em về nha. Rồi đẹp. Đẹp. Gì vậy? Đọc sách 100 kỹ năng sinh tồn. Đọc lớn cho nghe, cái khúc là quan trọng nhất. Đọc nào, cái khúc nào mà như là ở ngoài nơi lạnh giá thì thế nào? Nhưng mà em thắc mắc là ví dụ mà muốn tìm nước sạch thì sao? Nguyên tắc ở trong tự nhiên á là không được uống nước tù. Vậy thôi. Không uống nước tù. Là có vi khuẩn mình rất nhiều chất độc. Cái nước tù là nước gì không? Nước động. Đúng rồi. Hôm bữa là em thấy là nếu mà lạc ngoài biển á, có một cách lấy nước từ biển á, tìm một cái vật để thể giữ hơi nước lại. Xong mà đào độ đúng rồi, cho bốc hơi lên lấy nước uống. Em ơi, trong đây có một tệ xá. Hay là mình vô xin thử coi có cái gì thú vị hay không? Dạ. Dạ em chào anh. Dạ em chị Bờ Rông.
Em là chi bắt giới. Tụi em đi ngang đây mà không biết anh có trái cây gì không? Tại tụi em cần lá xét. Ở anh ơi, hay mình ăn trái châu đi. Hết rồi. Hết rồi. Dạ. Ở đây có khu cho đi chơi không? Ở đâu anh? Ở trên khu rừng ma. Khu rừng ma. Bây giờ tối nay có một người lên trên đó hả? Đúng rồi. Anh ơi, tối nay là đoàn em sẽ có một người lên trên rừng ngủ. Vậy là người đó phải mang đối mạng rồi. Trời ơi, mang đối máu rồi. Ôi, lại thề ngày xưa. Ôi, hàng cây sắp. Anh, đây có câu chuyện nào mà ly kỳ về bí hiểm mà anh kể. Trong căn nhà quan hình như có ma. Nó lú đầu ra làm tôi hết hồn. Anh không kể nữa, em không về đâu. Thực ra ở đây gọi là bản nguyên tắc. Thì ở đây có một tác phẩm khá nổi tiếng, nghĩa là Những Ngọn Gió nguyên tắc. Trong ra những cỏ lá cây, thấy yêu yêu gió là hay. Ai về đó? Ừ, ai về đó? Là sao anh Ngọn Gió là sao? À, thì ở trong câu chuyện đấy thì đã kể về một bản nguyên tắc của người người Thái. Trong đó có 12 câu chuyện chính. Thì có những câu chuyện ví dụ như liên quan đến giải thích về những cái sự vật hiện tượng. À. Nó mang tính chất là răn đe để con người không tái phạm, không tái phạm, không sát sinh nhiều. Chạy tuân ơi, chạy tuân ơi. Chưa không chạy được anh ơi. Tụi em nói chuyện nghiệp lắm, tụi em nói chuyện nghiệp lắm, phỏng rồi nè. Chính giờ vừa chính tới luôn. Chris Phan với lại Lê Dương Vĩ Lâm có khi nào lạc luôn trong rừng không trời? Dạ, cảm ơn anh. Thôi mình đi thôi. Ôi, em ơi. Dạ. Hình như là nãy giờ hả, bên mình nó chưa có đạm nhiều. Đúng rồi. Đằng kia có một cái chòi bồ câu. Cái chòi chim, đúng rồi. Phải không, cái chòi chim đúng không? Cái chòi chim đó. Hay là mình vô trong đó. Ý, cái chòi này nó còn hơn nè. Vậy leo vô chòi đi em ơi. Leo vô chòi nha. Đi thôi. Dính đi. Có không anh? Ê, sao nó tối vậy ta? Em ơi, có trứng nè em ơi. Em thò cho bắt phụ đi. Trời ơi, trong tổ chim mà có 3 quả trứng gà. Bỏ vô đi, bỏ đi. Cúc này cắt máy nha. Cúc này cắt máy nha. Hết chưa? Ok. Thôi mình hãy đem về đi em à. Phải đem về thôi. Ê, mình giống hai cô gái Hà Lan quá vậy. Đi đi em. Ôi, hai bạn kia đi đâu lâu dữ vậy? Hay là đi lạc luôn á. Thôi, đã lúc phải gọi hai đứa em về rồi. Anh gọi bằng gì? Lâm ơi, Chris ơi, hãy về đây gia đình trong ngóng. Ôi, ghê quá quý vị. Ủa, trời, về nhà kìa. Trời ơi, hay quá. Trông ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió hai đứa em đang về. Tụi em, hai đứa em làm tiểu phẩm nãy giờ là như thế nào? Đây, đây, bí, nó bí. Chuẩn bị nè, lấy lạp xưởng nè. Mở nó xuống, nó chạy, nó bốc quá. Mình cũng ăn mì xào nữa anh Tấn. Thôi mì nước em. Mì nước hả? Thôi, không bốc cho nó nóng. Xào ngon. Vậy mình đổ hết gói gia vị vô luôn ha. Ờ. Lấy ra đi em ơi, không nó mềm mại á. Rồi, xong. Rồi, ngồi vô. Ăn đi mọi người. Cả nhà ăn cơm nha. Ăn bút cho. Duy, Hiếu này Hiếu. Dạ. Ai mì đưa chén qua đây nha anh em ơi. À, ăn chung. Cứ trời. Quật Lâm rồi không? Dạ, cho em miếng nước à. Nước ha, đây, đưa chén đây, kiềm chén qua luôn.
anh này đập vô cái nước nó có tan không? Cho em hỏi hộp gà nè. Đưa đây, đưa đây, đây anh làm cho, anh làm cho. Trần ở trứng trần giống năm ấy á. Đúng rồi. Rồi trước tiên là săn bắt hái lượm thì các bạn bắt được cái gì, lượm được cái gì? Dạ tụi tôi hái được một trái bí để cho anh em ăn sáng. Lượm được 6 trái trứng gà. 6 trái trứng gà ở trong tổ chim bồ câu. Không có sự sắp đặt gì hết, vô tình thôi. Tự nhiên con gà nó bay nó đẻ. Em cũng săn bắt hái lượm. Lượm gì? Em lượm miếng qua hai anh. Em lượm miếng qua hai anh. Hiểu rồi. Thôi đi chỗ khác thôi. Hiểu rồi. Các bạn đã dùng bữa xong, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua khu vực cắm trại đêm. Các bạn sẽ sử dụng những vật phẩm mình đã thu thập được từ sáng đến giờ cho việc dựng lều cắm trại. Trong lúc các bạn cùng nhau dựng lều thì lần lượt từng người sẽ di chuyển lên đồi hoang để bỏ phiếu bầu chọn xem ai sẽ là cừu đen. Ai nhận được nhiều phiếu bầu chọn nhất thì người đó sẽ phải ngủ một mình trên ngọn đồi hoang tối nay. Tối nay tất cả đều ngủ ngoài, chỉ có một người kia là ngủ riêng một chỗ khác nữa thôi. Mà ngủ chung anh em ok hơn chứ. Nhiều khi có một người người ta thích ngủ riêng sao? Em cũng thích ngủ riêng mà. Không anh ơi, hả? Không anh ơi. Sao anh cứ đưa con mắt qua em hoài vậy? Em nói nãy giờ là anh hả? Thấy em. Bây giờ chúng tôi sẽ kể bạn nghe câu chuyện về đồi thông. Một chàng trai tóc trẻ 5 năm ngày hôm đây. Một chàng trai tóc trẻ 5 năm ngày hôm đây. Bước sáu bước những bước chân nặng. Một đêm khuya thành vắng, không một bóng người qua lại. Chàng trai lăng đơ với khuôn miệng thật là to vãi. Nói căng mình trên đồi núi, chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh ấy. Anh ấy mang theo một trái bí. Áo giác, áo giác, áo giác. Áo giác thôi. Vào đây, 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 đây. Đây, câu chuyện xàm xí. Đi thôi. Đi thôi. Ê. Bia Sài Gòn Special, thăng hoa một hương vị. Đây, anh em ơi. Đi. Wow, bây giờ mới thấy tác dụng của đèn pin. Em ơi. Bussi là bum, ba là bum, ba là bum, ba là bum, bum, ba là bum, ba là bum, ba là bum, ba là bum. Em đâu em? Cứu người. Em ơi, té nhập mặt em ơi, Lâm ơi. Anh yêu em lắm mà nha, anh yêu em rất là nhiều. Wow, đẹp quá. Bữa nay hả? Yêu cái mặt trăng thì lên trời luôn rồi kìa. Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng. Lên thiên đàng. Vậy là nãy mình chết cống rồi sao? Trước mặt các bạn là những vật dụng mà các bạn đã thu thập được trong hành trình trại huấn luyện mùa đông. Bây giờ các bạn sẽ cùng nhau dựng lều. Rồi giờ mấy cái coi mang này có mấy tấm? 6 tấm rồi. 6 tấm anh ơi. Thôi bây giờ mình làm lều trước đi. Có lều đâu. Ok nè. Rồi lấy quý vị cho hết mình gói quần bằng bì cần tâm đi. Ê. Ok. Bây giờ tôi cần một thành viên đầu tiên di chuyển lên phía đồi hoang để bầu chọn cừu đen. Được, vậy tôi xin người đi trước. Đổ, đổ hết ra ngoài, đổ hết ra ngoài. Rồi. Rồi. Ủa, cái này là ống mà. Ống mà. Không, ta không xài ống đâu. Đúng vậy, nó kéo lên đít. Kéo. Đây anh. Ê, ê, chạy xuống kia, chạy xuống kia. Cầm, 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 đây, chạy xuống kia. Ê, khoan, khoan, khoan. Nói kỹ xem nha. Xem một diện tích đó. Xem diện tích mình phải tận dụng hồi này nè anh, mình mới làm được nè. Mình tận dụng đây, mình đây, 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 kéo xa ra. Rồi, giờ bắt đầu mình sẽ nói ha. Anh. Rồi. Rít. Hiểu. Rồi cầm lại, tức 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 cầm lại nè. Ở đâu vậy quý vị? Hướng đi đến đồi quen. Chiều buồn gió lạnh
một chiều buồn kể chuyện bên đồi thông. Cái gì vậy? Trời ơi, tự nhiên cái mình lên trước vậy? Ủa sao nay không có ai đi theo vậy? Rồi, bốc gấp đi, bốc gấp. Cố định, làm thoải mái, làm thoải mái. Rồi. Qua đây, qua đây, lấy đi, lấy đi, lấy đi, lấy đi. Giùm tôi định bằng cách nào anh? Từ từ, bình tĩnh. Đó, bự đó, thanh thang luôn á. Bừa xuống anh em ơi. Cho nên bắt buộc có này, chứ không tối xương xuống, chết luôn á. Sáng mai là... Ừ rồi ạ. Rồi, hiểu, lấy cây. Rồi, Quy Quy, Quy làm bốc đầu đi. Ai hết keo rồi. Đúng rồi, dân như dân mùng á. Ừ. Cái dây hợp lý ha, chọn lỗ đi ha. Hình như khu này trước đây là cái gì vậy? Bỏ hoang nè. Nè, đây ở đây hả? Dạ. Nghĩa địa. Nghĩa địa. Nghĩa địa. Nghĩa địa. Nghĩa địa. Nghĩa địa. Trời cái gì vậy? Trời tự nhiên cái mình lên trước vậy? Cái phong bì nó đen thui vậy? Sợ mấy đứa ơi. Tôi chọn trẻ nhất, đẹp nhất, vào gần đây hay hơn thua nhất. Hiếu thứ hai. Ngày này thứ hai năm sau sẽ là ngày của em. Hiếu thứ hai à. Khác hoàn toàn với giao ước ban đầu, Dương Lâm đã chuyển hướng bầu chọn từ Kiều Minh Tuấn sang Hiếu thứ hai. Dương Lâm đã thể hiện rõ ý đồ của mình khi muốn cậu em út phải chịu khổ đêm nay. Nhưng liệu đây có phải là một bước đi khôn ngoan của Dương Lâm? Nhưng điều bất ngờ vẫn còn ở phía trước. Dạ bây giờ tôi cần bạn tiếp theo đi bình chọn ạ. À. Em đi cho. Giờ em đi luôn. Gió tạt ghê mình hai bên thổi ghê em nghe. À. Rồi tới miếng nào thì bỏ cái tấm lên liền đó. Cho nó khỏi bị ấy nè. Thì nó nói là làm một cái tường xung quanh đó. Cái kéo đâu rồi. Phải làm tường xung quanh anh ơi. Cắt đuôi này đi em bọc này lại cho. Nè. Nè nè nè, cắt đôi này em nối hai cái này em gia cố hai này thành một tường bên đây. Bên kia một tường là xong. Nào. Cho em kéo. Rồi. Sao vậy vậy Lâm? Sao, sao em đi vui mà nghe biên tập nó vui mình vậy bơ phờ vậy. Ghê lắm anh ơi. Ghê lắm hả? Trời đó là sao? Bú ráp khắp mọi nơi. Đường thiên nước độc hả? Đường thiên nước độc, nghĩa là cái không gian nó thấy ghê lắm. Nó hoang du lắm hả? Nó hoang du. Mà máy quay là không có theo mình, là toàn là Google, là gắn Google rồi giấu kính thôi. Trời đất ơi. Là mình lên chợ là một mình trên chợ có gì không ai biết luôn á. Một mình trên chợ có gì không ai biết luôn á. Có thật sự là có người của chương trình trong đây không ta? Cờ của chương trình. Liệu mình có nên xoay cái cờ này để dụ mấy người kia đi chỗ khác?
không biết mấy anh em kia sẽ vote ai. Mưa phùn đã rơi lất phất. Tôi nghĩ chuyến này sẽ còn 5 người mà thôi. Ý anh Tuấn sợ ma. Như vậy? Thế tự nhiên nói tôi. Anh nói lên rồi anh chết cho anh Tuấn. Anh không có ấy đâu. Không ấy là gì? Anh không có lên đó đâu. Anh chơi mà anh không lên đó đâu. Bác sĩ không cho. Bác sĩ nói sao? Bác sĩ kêu con không nên lên đồi thông hoai mộ ấy rồi tóc mang hang vắng. Bác sĩ không cho. Mà nếu cãi lời bác sĩ. Cãi lời bác sĩ hả? Ừ. Không được. Hơi sương xuống, mưa xuống. Nè, mở treo lên mình thấy ướt mềm thấy không? Ghê vậy trời. Ừ, sương dữ lắm. Thôi thì kéo gì, kéo sai. Chỗ chỗ kéo xuống, anh đuổi cái đó vô cái cây kia nha. Đó, 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 đó. Trời ơi. Nổi vậy nổi. Rồi, Tuấn đi tiếp luôn đi Tuấn. Ai cứu tôi? Ai dẫn đến Tuấn giờ? Gì vậy? Sao? Sao mà sợ? Sợ. Muốn đi em dám đi chung không? Tại Lâm nói là nó cứ đúng sợ. Mình sợ hư nè. Không là anh hư quá à. Anh xứng đáng ngủ trên. Thôi anh chết đó. Thôi đi nha. Ủa? Em không dám anh đi hả? Chung. Anh phải tự trải nghiệm thôi. Trời ơi. Nổi da gà. Cái gì vậy? À, tiếng nước suối. Đi với anh đi. Đi với anh mới lấy được cái khoảnh khắc của anh chứ. Thôi. Thôi. Sao vậy? Đi với anh đi. Âm thanh đi với anh đi. Chứ không là anh không lấy tiếng được đâu. Thôi. Mày ơi. Anh đâu có biết cái đồ thì hôm qua anh nằm đâu đâu. Sao hết? Dạ. Sao ổn không? Ổn quá trời. Em mới đi lao động có một chút mà đã lên căn nhà rồi à. Sao kể nghe coi. Dạ. Sao? Kể gì đâu. Hả? Thấy vậy. Ủa rồi lát làm sao? Ai mà bị hai phiếu là bị ai là nhiều nhất thì bị. Nhiều nhất. Đúng rồi, Tuấn xỉu cho nó rồi hả? Về cấp cứu rồi đó. Về nhà của Jennifer. Anh chuẩn bị cho ngủ cho nó luôn hả? Đúng rồi. Biết đâu anh lại ngủ ở trên kia. Thì mang nó theo luôn. Màu đen, ban đêm nhìn nó cũng hơi giật mình đó. Sợ nha, con này còn linh mưu đó. Ok chưa, em chưa? Em anh. Em. Sao nghe tiếng ông Tuấn khóc vậy? Thì đó. Tôi ngủ nó lịch. Là dữ vậy? Thôi.
Lấy ý kiến gì kỳ vậy? Thôi tôi không có ý kiến ai đó. À, đi. Đi ai? À, đi. À, đi ai? Sợ thiệt á. Thế rồi mình đứng đây chứ mình điên luôn quá à. Con không muốn làm lớn chuyện, lộn con không muốn làm mà cái gì đó là kinh động đến mọi người, xin mọi người con về đi, con tới đây được không ạ? Nếu mà coi như mà con nếu mà chấp nhận con đứng tới đây rồi con về thôi thì cho con biết tín hiệu. À, thôi thôi. Không ai trên đó đó. Chương trình lừa tôi. Không ai trên đó đó. Chương trình giỡn quá à. Sao chưa về nữa? Chỉ là ít chịu nhiều rồi. Sao mà về được? Đi luôn rồi. Không thấy giờ ok đó, bố anh em mình ngủ đi. Năm anh em mình ngủ đi. Tao đi không có về luôn à, xác định luôn. Rồi người tiếp theo chuẩn bị lên đi ạ. À. Tôi. Ủa em cho. Em hả? Em cho. Em đi. Tao để lên cái vòng được. Sao anh Tuấn? Anh đã vó xong rồi. Nhưng mà sao anh la cái gì? Không có đâu. Khùng quá à. Em nghĩ tức là anh mém xỉu luôn á. Không quá. Sao tình hình sao? Cũng đại loại vậy thôi. Đại loại lần thôi mà. Em ghi tới đây, em đã vote cho ai? Cái gì? Em đã vote cho ai? Cái bí mật của em đối với chương trình. Chịu thôi, cũng muốn chia sẻ lắm nhưng mà thôi. Thôi ra chứ chỗ em nè. Thôi vô nằm đi anh ơi. Tháo dậy đi, vô nằm đi. Đi có một chút mà nhăn quá. Dấu hiệu nó khùng nó điên rồi đó. Anh đã gặp cái gì ở trên đúng không? Thì tớ thấy cái lá cờ rồi kết thúc chương trình, truyền hình ở đây là hết. Lạnh quá nè em ơi. Cái gì em? Trời đất ơi. Rừng thiên nước độc. Mà còn treo hình nhân trắng bye bye phới phới nữa chứ. Xuống mẹ kia. Đứng đây. Đi xuống. Các bạn. Xuống. Tôi kêu bà xuống. Ok. Bà kéo dây không ăn nữa, xuống. Từ đoạn là kia bà phải kéo rồi tôi hết hồn. Thiệt. Đi. Để em lấy em chọn con này. Con rồi, nó chạy đây. Chạy đây. Con Mỹ. Thôi vô chơi với bài rồi. Mày chạy này. Đây là cổ tỉnh táo lên đít đó, đúng rồi, cho thêm ấy để ra cổ tao đã chờ cơ hội lâu lắm rồi. Hiểu em chui vô mà anh hùng hùng tướng, chui vô mà anh hùng hùng tướng. Ha, anh đã vó xong rồi. Nằm nửa tháng rồi đó. Em nằm mà em có thai luôn rồi. Ê, da cổ này cho anh đi. Nó tét ra rồi nè. Bấm miếng đi ha. Gặp anh bị nản anh vậy thôi. Quá trời. Rồi Hiếu ơi đi đi em. Dạ. Sao vậy anh? Anh sợ Hiếu nó nằm nó quăng miếng anh sợ nó ngủ luôn á. Thiệt luôn á. Tôi gục ngã anh em ơi. Sao vậy? Sao vậy? Về ghê lắm hả? Tôi thất vọng. Thất vọng hả?
tôi có lén dùm vào hòm thư đó. Trời, toàn là Ngô Kiến Quy không. Đau lòng lắm. Ai sẽ là người lên trển đây? Có keo băng, cái keo băng cho anh keo vô da cổ này coi. Ủa, em rơi tới nơi bầu cái người ta nó không thấy anh Tuấn đâu hết trơn á, anh đứng anh đi đâu hả? Em rơi tới nơi bầu cái người ta nó không thấy anh Tuấn đâu hết trơn á, anh đứng anh đi đâu hả? Trời ơi, chết tôi rồi. Bây giờ người này có phải là Kiều Minh Tuấn không? Anh khùng quá em đó. Ê Tuấn, anh nhớ ngày sinh của em không? Ngày sinh của em hả? Anh nhớ em là đúng là anh Tuấn. Sao vậy? Sao giờ lại phải ngày sinh? Sao mọi người vẫn ai thấy anh Tuấn hết trơn á? Ê, phải anh Tuấn không vậy? Đâu em coi coi. Đâu? Em quạt dưới cho mình coi. Lâm quạt dưới coi. Trời ơi, có mùi trong bóp vậy? Đây. Tạm biệt mọi người. Câu chuyện ngày càng trở nên kịch tính khi Kiều Minh Tuấn đã không bỏ phiếu bầu chọn. Điều này đồng nghĩa Tuấn tự chuốc lấy tai họa vào mình nếu các lá phiếu còn lại đổ dồn vào anh. Kịch hay vẫn chưa đến hồi kết. Chấm gì ngon? Cholimex đi. Bây giờ chúng ta đã có kết quả bình chọn. Vậy kết quả em ơi, đại học thêm ơi. Vậy kết quả em ơi, đại học thêm ơi. Vậy đi. Vậy đi, em thủ qua rồi kìa. Đi đi em. Đi đi em. Bình an nha. Em thủ qua rồi hả? Thủ qua rồi. Tôi đếm 3, 2, 1. Sau đó các bạn chỉ tay vào người mình nghĩ rằng có nhiều số phiếu nhất nha. 3, 2, một. Điên khùng, cái kỳ vậy? Đúng rồi. Tao phụ lô đếm tôi. Cái màu của em là báo hiệu rồi nè, con cù nè, thấy chưa? Thực ra Lâm đang có kết quả bình chọn hòa với một người khác. Có một phiếu dành cho Huy, hai phiếu dành cho Lâm và hai phiếu dành cho Hiếu thứ hai. Rồi. Nó phải kịch tính như vậy, em muốn như vậy cho nên là em để phiếu trắng nó là vậy đó. Ôi, thiệt luôn hả? Vì người bỏ người phạm luật, vì người bỏ người phạm luật sẽ lên phải đúng ăn được, đúng ăn được. Đừng nghiệp chứa nữa, thương anh em đi. Em là người không chơi đúng, phải lên trên đó. Không được. Lâm và Hiếu đang có kết quả hòa. Tuấn thì sai luật chơi, nên ba bạn sẽ cùng 1, 2, 3 để chọn ra cừu đen của ngày hôm nay. Trời ơi. Trời ơi. Tuấn ơi. Rồi tay trắng này đi bị. Ít là nó đó. Ít là liên hữu đó. Đúng rồi. Em không làm đâu, yên tâm. Anh truyền những ma cho em à. Nhiều ra ít bị. Chưa anh? Chưa anh? Đó rồi. Đụng vô quý xui lắm. Ông Tuấn cũng mừng kìa. Ladies and gentlemen, Mr. Black Sheep, tonight we chào phó Dương Lâm Dương này. Congratulations. Dương Lâm, bạn chính là cừu đen tối nay. Và bạn được quyền chọn một món đồ bất kỳ ở đây. Sau đó đi lên ngủ một mình tại ngọn đồi hoang. Tôi lấy cái bạc. Ăn không được tôi phá cho hôi. Trời ơi. Đâm. Trời ơi. Kéo rồi. Kéo đâu? Lâm ơi. Đừng mà thông minh là chút xíu đi. Ăn không được ta phá cho hôi.
Anh em có gì nói với tôi không? Không. Đi đi anh. Cột lại giùm tụi tôi các bà. Cột lại đi. Tôi không ngờ anh em này chơi tụi cái chí mạng như vậy. Tôi đã hiểu lòng dạ anh em rồi. Anh truyền cho anh màn vận may của anh mà nó không tới. Của em nó bị cất cơ nhiều quá. Nè kéo em cột lại đi. Tôi không làm. Mấy anh tự làm đi. Đó, cứ vậy đó. Bây giờ em có heo anh không? Nhức chân quá. Thôi ngồi lóc cốc thì ghê vậy. Ngủ đi anh em. Lâm ơi, Lâm ơi, đi mình ra đây. Gì? Lâm có thấy lạnh không? Lạnh. Lạnh nhất là tình cảm của anh em Lâm dành cho Lâm đó. Đúng rồi. Lâm có muốn những cái người bình chọn cho Lâm phải trả giá đêm nay không? Muốn, tôi muốn. Mưa là cứng á. Ở đây mưa mà thêm gió là cứng á. Em nghĩ chắc Lâm nên cho ảnh thì nó cũng tự sinh tự diệt được. Thằng em sẽ kỹ năng sinh tồn nó cao lắm. Thế nên giờ nó im lặng quá, không biết nó còn sống hay không. Tôi đói quá. Tôi khổ quá. Tôi đau đớn. Tôi gục ngã. Nhưng tôi tìm thấy được sức mạnh nội tại của mình. Ở hèn thì gặp lành. Lâm có muốn những cái người bình chọn cho Lâm phải trả giá đêm nay không? Muốn, tôi muốn. Hồi nãy Billy dặn là lên ngọn đồi hoang. Trên kia là đồi hoang thôi. Còn ngọn đồi hoang là dưới này. Đi theo cái bảng này có bất ngờ khác. Ở hiền gặp lành, ai may mắn được dường như ta. Dương bèn trả lời: Bảo Lâm, Bảo Lâm, Bảo Lâm. Ngôi nhà này bây giờ sẽ là của ta. Trời ơi, quá trời đã luôn rồi. Hiểu được nỗi lòng của anh em chơi tôi một cái hả? Quá đà. Trời ơi, vậy em xui thôi, quảnh đùi xì ba người biết ai thắng đâu mà. Thôi đi, trong đó có hai người ghét tôi. Ủa, em đang ở đâu vậy? Tôi đang ở trong căn nhà ấm áp nhất, có lò sưởi và rất là nhiều giường trong này. Tôi sẽ cho ba người không đề tên tôi vào phiếu. Còn hai người mà đề tên Lê Dương Bảo Lâm thì nằm ở quải đi. Anh già đi thôi. Vào đây. Không. Tôi sẽ ngủ ở đây. Tôi sẽ ngủ ở đây. Như vậy tôi nghĩ là người hả mà đề tên tôi đó chính là anh Trường Giang. Trong ba người thì chắc chắn là một người không chọn tôi. Anh Tuấn là thứ trống, là loại ảnh ra. Tôi không bầu chọn mình rồi đó, chắc chắn. Đúng rồi. Đúng rồi, tôi là ở đây tôi tin tưởng Ngô Kiến Huy và... Em cái gì cũng tiểu phẩm với chị. Đúng rồi. Chính là anh ta. Đúng, chính là anh ta. Và hiếu thứ hai. Em làm gì bầu cho em anh? Em hãy quay đầu là bờ đi. Trai. Cho anh luôn. Không bao giờ cho anh được hết. Không thiệt, bó cho Huy. Anh định lấy lòng thương của khán giả à, đúng không? Tự viết tên của mình, lúc đó có máy sạch vô.
thì khán giả nhà họ coi là Nguyễn Quy Nghị thương quá ha, nó thương anh em quá, cho nên là nó quyết định viết cái tên nó để hả nó tự bầu cho nó luôn. Tôi quyết định là chọn Rick Van và Hiếu thứ hai để loại Ngô Kiến Quy, để bớt đạo đức giả lại. Làm sao mà có ai mà tự chọn mình. Đúng rồi. Tôi sẽ chọn Ngô Kiến Quy và Rick Van ở lại. Trời ơi, anh cho rắn vào nhà rồi. Con rắn nằm ngay cái bên anh. Trời ơi, anh cứ đau đau. Coi nào, em là bạch xà không vậy? Không. Phải không? Phải em không? Đó. Em nghĩ cho ai ngủ ngoài vậy? Cho ai ngủ ngoài bây giờ? Anh cảm thấy anh Lâm thì cứ muốn tấu hề thôi. Đúng rồi, bài của ảnh mà ảnh làm không được. Đúng rồi, bài của ảnh mà ảnh cố tình anh tạo tình huống anh âm mừ. Đúng chưa? Đúng. Hôm nay anh muốn ai lên kia ngủ nhất? Để vừa mở Lâm. Em thì sao? Anh thấy là anh Lâm chơi rất là hồi hộp với thứ hai không? Hay là xứng đáng đi lên trên ha? Xứng đáng đó. Xứng đáng mà đem Jennifer nữa thì đem định mệnh. Đem định mệnh cùng Jennifer. Giết Phan. Người mà chị yêu thương em nhiều nhất có phải là em ghi tên không? Em không có đề. Em không có đề. Vậy thì hãy vào đây. Anh Tuấn là phiếu trống, là loại anh ra. Nhưng mà anh nói vậy thôi, chắc gì anh phiếu trống. Đúng rồi, sao biết được. Tôi là ở đây tôi tin tưởng Ngô Kiến Quy và... Em cái gì cũng đúng. Tiểu phẩm với chị. Đúng rồi. Tôi quyết định là chọn Rick Van và Hiếu thứ hai để loại Ngô Kiến Quy, để bớt đạo đức giả lại. Làm sao mà có ai mà tự chọn mình. Coi nào, em là bạch xà không vậy? Không. Phải không? Không. Phải em không? Gì vậy? Gì vậy? Là em à? Em gì? Em gì? Em. Nếu tôi mà phát hiện điều đó là em đừng có trách tôi nha Rít. Không. Lúc nào tôi cũng cố mang em nha. Em bố... Thấy không? Chơi vô hết đi mà cho mọi người bên kia đi. Nên thà bị phạt còn hơn bị cứng người. Thà cho bị phạt ngày mai đi mà mình đừng ngủ đây, mình đỡ bệnh. Thật sự. Khiên anh vô. Khiên anh vô đi, mấy em xuyên anh vô đi. Nếu không ai muốn chọn nhưng bắt phải chọn luật chơi rồi. Nên bây giờ nếu theo luật ngày mai tôi sẽ chịu chung với Lâm luôn. Nếu các bạn vào ngủ hết trong phòng thì buổi sáng mai các bạn sẽ chịu một hình phạt. Hình phạt đó là gì thì sáng mai sẽ thông báo. Các bạn đồng ý không? Điều. Điều. Lạnh quá anh ơi. Bởi vì trời lạnh nên mắc tiểu hoài rồi. Đi vô xin, đi xuống xin. Đi xin. Đi tiểu, tiểu, tiểu. Đi xin tiểu đi. Hoặc là trong này cũng có phòng, không biết phòng của ai mình xin. Quay! Ê! Lão Phật già tới. Vỗ chưa vồ anh à. Hồi nãy giờ một mình tôi nằm trên kia gió. Trời ơi, trời sắp mưa gió ghê lắm. Anh mới gọt hàm hay gì mà anh quay. Muốn xong, đi ngoài trời rồi đợi cho đỡ, đỡ bị ấy đau. Gì đó. Vậy anh có muốn xin vô nhà tôi tá túc hay không? Cho xin đi để chúng tôi được sử dụng toilet. Ngủ trên này ok lắm đi. Ok. Ok. Đi ghê. Nhưng mà trời sắp mưa rồi. Trời sắp mưa. Bão lớn đó. Camera dễ thương lắm. Ừ. Anh Giang. Ừ. Không mấy vô trong ngủ đi. Ừ. Hồng em mình có xếp bên đây mà. Ừ. Thì em vô nha. Camera đi vô luôn. Camera đi vô luôn. Ở đây là sương gió nó độc lắm anh Giang ơi. Anh có hai sự lựa chọn. Một là cứng, hai là mềm. Tại vì mình đã lỡ tham gia chương trình mình chơi cho nó đúng luật chứ. Thôi đi chứ anh ra dễ quá. Đi đi. Anh ơi, tôi hất anh vô đó. Anh sẽ bị cưỡng chế đi vô. Đi, cứ xui anh ơi, xong đưa vô. Anh đi vô đi. Anh lớn tuổi rồi.
ngày buồn hay vui, ngày nắng nổi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đen đen khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Vui lên thôi anh em ta cùng rong chơi, nơi trên đi muôn nơi khắp trời không người, từ vùng núi đất đá đến mình cơi bao la, giơ lên tay ta bay lên mình xa vời, và hòa sóng bơi giơ cứ cuốn đi, một đời tất cả hay cứ sống đi, nhìn lên phía trước là một bước đường vững vàng. Vui lên thôi buồn hay vui, ngày nắng nổi hay mưa rông, có sao đâu anh em. Xin chào các bạn, mỗi người hãy chia sẻ về giấc ngủ tối qua của mình. Không biết gì luôn, em nằm xuống em kêu em ngủ em đợi đợi gì ta không nhớ luôn. Em cũng nằm xuống giống như anh đó, xong giật mình dậy mấy anh kêu đi 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 đi. Đâu có về là Lâm ở đồi hoang mà ở chỗ sung sướng vậy đâu. Đúng rồi, đó là ở hiền gặp lành. Em cầm tờ giấy trên tay em nói là ngọn đồi quang. Em đi mà hồn phách em không có gì trơn. Em biết là trời ơi, tại bữa hồi nãy em đi một đoạn rồi mà chỉ qua đường khác. Em đi trong vô vọng. Em đi mà lướt lướt em có cảm giác như hai người hai bên đang đẩy em đi nè. Đẩy điều phối, ta điều phối, quẹo phải, quẹo phải. Đó, quẹo phải nè. Quẹo phải, quẹo phải, quẹo phải, quẹo phải. Ta mơ màng, mơ màng, ta buông xuôi, ta buông xuôi. Buông xuôi. Ta mở mắt ra. Mở mắt ra. Wow. Cái gì sợ. Trời ơi. Tôi không tin vào mắt mình, em dụ ba lần, em dụ ba lần. Hôm qua có tấm bản chỉ dẫn lên đồi hoang, còn tôi có nói rất rõ rằng cừu đen sẽ ngủ ở ngọn đồi hoang, và ngọn đồi hoang thực chất là tên của một căn phòng đặc biệt. Thực ra trò chơi cừu đen là một phần quan trọng của trại huấn luyện. Chúng tôi muốn xem phản ứng của các bạn ra sao khi buộc phải lựa chọn quyền lợi của mình với những người anh em khác. Trời ơi, em tức quá, em chưa kịp em lên tới nửa chừng em đã bỏ buông rồi. Em không có sự lựa chọn. Các bạn biết nơi lạnh lẽo nhất là nơi nào rồi đó. Nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực hay Nam Cực, mà đó chính là lòng người. Đúng rồi, lòng người. Đúng ra tối qua ngoại trừ Dương Lâm là được ngủ trong nhà, nhưng năm bạn còn lại đã tự ý vào trong nhà để ngủ, nên buổi sáng nay các bạn sẽ phải chịu một hình phạt cùng với nhau, đó là mỗi người sẽ phải hết đất 20 cái. Ok. Rồi vô. Đây là buổi huấn luyện mùa đông. Hôm qua các người đã bẻ rào để vào phòng để mà giở trò với ta. Cho nên bây giờ các người sẽ bị phạt 12, 13, 10, 14, 1, 15, 12, 17, 19, 20 rồi Quý ơi. Dạ. Anh 20 rồi. Ôi hả. Đủ chưa? À, đủ. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị để di chuyển sang địa điểm tiếp theo là bản Hang Tấu. Đây là một ngôi làng rất đặc biệt vì không có điện, không có internet và cũng không có sóng điện thoại, nên Hang Tấu còn được biết đến với tên gọi là Bản Người Mông Nguyên Thủy. Đường di chuyển vào trong làng cũng rất khó khăn, nên lát nữa khi các bạn lên xe sẽ chơi một trò chơi để quyết định 3 người thắng và 3 người thua. 3 người thắng sẽ được quyền ưu tiên phương tiện di chuyển tốt hơn khi vào bản. Còn phương tiện là gì thì khi đến đó các bạn sẽ biết. Thì ngày hôm nay thì chúng ta có buổi sáng nói chung là đầy đủ ha. Có câu chuyện vui, cũng có câu chuyện kinh dị. Kinh dị. Rồi cũng có những lúc tập thể dục thể thao, sức khỏe dồi dào. Có những lúc chuyện nhỏ tưởng chừng như tụi mình xong rồi đó. Đúng vậy. Nhưng mà chưa đâu, còn cả một ngày dài nữa. Yeah. Đúng, quý vị thân mến, xin hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi. Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Bia Sài Gòn Special, thăng hoa một hương vị. Rồi chơi gì chơi hai một cái mini game để mình chia ba người nha. Dạ. Thì là cái game đó là game nối từ. Ừ. À, bắt đầu thì à, ai bắt đầu trước cũng được ạ. Đi từ là Huy. Ok. Đi từ Huy nha. Bây giờ chúng ta đang ở đâu ạ? Mộc Châu. Đúng, chúng ta phải có những cái từ nào mà nó phải liên quan đồ chứ. Nơi khó lắm anh. Thì đó, thì từ kia phải liên quan. Mộc Châu. Mộc Châu nha. Châu cháu.
Ủa sao Mộc Châu mà Châu Chấu luôn hả? Đúng rồi. Cháu gì? Cháu gì? Anh ơi, dính cháu đó anh. Anh ơi, không phải, chưa có gì hết. Chưa. Ây da. Ây da. Anh nghe hả? Rồi, giờ là nãy quy đầu tiên, từ tức tới anh, tới lại rồi, anh đúng không? Đến anh. Em ơi, giờ mình điểm đến mình là ở đâu hả? Nữa. Hàng tấu anh. Rồi, hàng tấu. Dễ mà, em đâu có em đâu. Em bị loại rồi. Thôi. Đi ra đó đi. Chung qua làm chung qua đích đúng không? Rồi. Hàng tấu. Hàng tấu. Tấu hề. Hề ha hề. Tấu hề. Hề. Hề hước. Hề. Hề hước. Hề hước. Đi. Đi. Ủa sao anh em mình đi sớm? Nó cà hước, cà hước, cà hước. Đi. Hãy lấy cái này gõ vô đầu tôi đi. Rồi, gần đích đã đi rồi à. Đây là Hiếu. Ra em, từ đi em. Cái cầu đó tên gì ta? Cái cầu kính tên gì ta? Bạch Long. Bạch Long, à, Bạch Long đi. Em Bạch Long. Long chứ phải là Long nha. Long Phụng Sơn Vàng. Long Hải. Long, 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 Long Phụng. À, phụng sự. Phụng sự, sự thật thôi. Sự thật. Sự thật. Thật thà. Thà. Như thà thế. Như thế là được chưa? Thà. Thà là như thế. Thà thu. Thà thu. Thà thu. Thà thu. Đó. Như vậy là mọi người cũng thấy rồi đó. Khả năng ngôn ngữ thì em lợi anh em mình. Đúng rồi. Thì Tuấn thì được cái may mắn là ngồi kế bên cạnh tôi. Nên cái tiếp theo thì... Chết sớm. Chết sớm. Thì đội chiến thắng là gồm có tôi, Cửu Nguy và Hiếu thứ hai. Đội còn lại là Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Vũ Lâm và Chris Phan. Hai đội sẽ có hai phương tiện di chuyển khác nhau. Có hai phương tiện di chuyển khác nhau. Làm gì có. Chưa mà, chưa dễ mà. Anh tự sắp đặt quá. Ôi, chơi vui rồi. Sắp đặt rồi. Hồi nãy chương trình nói mà. Không có. Chương trình nói mà. Không có. Đâu, nãy nói rồi. Nói rồi. Hồi nãy không có nói. Chơi, 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 chơi hơn thua nè. Nãy chơi vui đi. Chơi giỡn giỡn thôi à. Hồi nãy anh diễn kiểu ngu ngơ thôi. Hồi nãy anh diễn kiểu ngu ngơ thôi. Trái lại đi. Nói nào ngay thì bây giờ nè, xin mời tất cả quý vị hãy coi lại công nghệ va của chúng tôi. Khi các bạn lên xe, sẽ chơi một trò chơi để quyết định 3 người thắng và 3 người thua. 3 người thắng sẽ được quyền ưu tiên phương tiện di chuyển tốt hơn khi vào bảng. Còn phương tiện là gì thì khi đến đó các bạn sẽ biết. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị ở điểm đến kết tiếp. Bye bye. Đi xe đi học đi không chịu ờ tới bây giờ đó nhỏ không học lớn thành ba tụi mình à. Quý vị khán giả thân mến, tối nay trông ra ngọn cỏ lá cây thấy hiu hiu gió là hay tụi tôi về. Đi thôi ờ quá cứng nhắc chở em anh lái hả? Anh lái được bao nhiêu năm rồi hả? anh mới lái hôm nay Hiếu qua bên đây nè. Hiếu trời ơi chết rồi, túi xe ảnh rồi. Em phải lấy loài quen, lấy thuận á. Ây da, ui da. Ui da, ui da. Ây da, ui da. Ui da, ui da. Hai cậu gầm siêu cao anh. Bỏ may qua được con này. Hay quá. Ôi. Có những chặng đường nó đầy chông gai như thế này, chúng ta phải vượt qua. Ôi. Sợ quá chị em ôm anh cái nha. Trải nghiệm đi các em ơi. Trải nghiệm đi. Đi xe kia sao trải nghiệm bằng mình. Đúng rồi. Chỉ chương trình 2 ngày 1 đêm mới có thôi. Đi đây vui hơn nha. Vui. Ủa sao bánh xe mình nhỏ hơn tay dữ vậy? Thưa quý vị, giờ chúng tôi sẽ té anh ơi. Đi nha mọi người, làm đi nha. Tạm biệt mọi người. Lâm ơi, cố lên. Chúng tôi đang vào. Ây da, ây da. Trời ơi. Ây da. Ý. Cứu tôi,
cứu tôi. Con đường này á, con đường này sao xuống được á. Ê trời ơi, lạc quan lên mấy đứa. Ghê vậy anh. Ê té cái đường mất bài ơi. Ê chạy đi, chạy đi. Thiệt vậy? Trời ơi má ơi. Trời ơi. Rồi ngày nào cũng đi cho đường này hả anh? Dạ. Ủa ghê vậy? Lạc quan lên lắm ơi. Đúng rồi, chúng ta phải lạc quan lên. Lạc quan lên. Trải nghiệm đi. Trải nghiệm đi. Yeah. Thì ghê vậy? Trời ơi. Sợ quá, cứu em. Trời ơi em ơi. Cứu tôi. Thoát bị đẹp à? Ôi cha mẹ ơi, ôi đẹp rồi. Đẹp rồi mà, em nói cái gì đâu mà anh. Đường này còn đơn giản đó, chứ không đường kia mới khó. Coi đường nãy đó anh. Đường vào tim em. Ôi con da. Đường đó mới là mẹ khác. Ôi. Có những chặng đường nó đầy chông gai như thế này chúng ta mới vượt qua. Đúng rồi, chúng ta sướng hơn rồi. Vậy là sướng rồi. Được ngồi xe, được tránh mưa vậy không? Mình ngồi xe hơi như thế này mà người thấy bà con, người đồng bào ở đây di chuyển cực khổ không? Rất là cực khổ luôn mà người ta vẫn sống hiên ngang với đời. Tạo ra của cải vật chất, ruộng, vườn mận, tạo ra ngô lúa, tồn tại được. Mà không những tồn tại mà còn phát triển về du lịch nữa kìa. Quá hãnh diện. Không, anh cứ chạy đi. Em đẩy cho. Từ từ thôi, cho em đi vậy. Chạy đi. Không sao. Rồi, 1, 2, 3. À, anh ơi, em ở đây. Rồi, anh ơi. Sao vậy? Đoạn đường nào trải bước trên hoa hồng mà không thấm đau vì những mũi gai. Ngừng quãng tương lai đang chờ đón. Ngày đó sẽ không xa. Và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những mây viền không còn xa. Dù khó khăn đang chờ. Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vời. Để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón. Và trái tim vẫn âm thầm. Ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió. Lời hứa ghi trong tim mình. Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Và con tim ta đang ước nguyện cùng nhau vai kề vai. Đường vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi. Và chúng ta là người chiến thắng. Và ta biết dẫu lắm tháng cành trèo leo trên đường xa. Và gian nan ta bước tới những đỉnh cao. Ngày đó sẽ không xa rồi. Và chúng ta là người chiến thắng. Và đến những ngày vinh quang còn xa. Sao vậy? Rồi, đây, chúng ta đâu? Đây. Trời ơi, mưa lớn bất cứ lúc nào mọi người ơi. Đây, lên. Cảm ơn các anh nha. Cảm ơn anh. Lần đầu tiên tụi em được chơi game địa hình đó.
Bay. Mà mấy anh chạy cũng ok quá trời. Chắc nha, chạy rất chắc nha. Ờ, tao chạy đây quen rồi. Quá trời luôn ha. Chuyến đất. Hai ngày tự do lên rừng. Anh đi đâu á anh? Bao nhiêu cây nữa anh? Dạ, yeah, chào anh nha. Anh tên gì á? Sức khỏe nha. Dạ. Anh tên gì? À, em tên là AZ. AZ. Chào anh AZ. Gì hiểu? Hồi nào đừng có đi cái xi măng này té anh Tuấn ơi. Không có nước, không có điện, không có wifi, sao khổ quá. Ừ. Nhưng mà nhu cầu ta không cần. Đúng ta rồi. Xuống giờ như vậy, gia đình vẫn vui vẻ. Hạnh phúc. Đây, mọi người có thể nhìn theo cái hướng chỉ tay. Mọi người thấy không? Căn nhà đầu tiên. Chúng tôi đã phát hiện căn nhà đầu tiên. Căn nhà dưới thung lũng. Đúng vậy, căn nhà đầu tiên của cái bản làng này. Dạ. Và bây giờ chúng tôi sẽ vẫn nói một câu như cũ. Có thể chúng tôi không về. Có thể chúng tôi không về. Thôi mà anh muốn rồi. Chứ mỗi lần tụi em nói là anh nói hả, sự thật. Mà rừng thiên nước độc mà anh cứ vậy hoài. Có thể chúng tôi có thể về trễ. À. Nhưng chúng tôi nhất định phải vô đây giao lưu bà con. Đúng rồi. Có thể hơi khó khăn. Nhưng mà không làm trùng bước chỗ anh em tụi tôi. Đúng rồi. Thời gian bị dấp vậy. Đi. Đi ơi. Trời đang mưa lắm luôn nha bà con ơi. Mưa lắm luôn. Quá trời. 9 độ. Không tính hay ngọc đêm mình trải nghiệm thú vị đúng không anh? Đúng rồi. Trời ơi, không có hay ngọc đêm biết chừng nào đời nào anh em mình được đi vậy. Được đi tới đây. Được cảm giác như thế này mình là hở xe hoa đưa đón. Ừ. Đúng không? Mà bình thường như mình đi nước. Mình dễ gì mình đi bộ vậy đúng không? Rồi. Không, thật ra những cái này là mình khoảng thời gian trước đây mình cũng đã từng trải rồi. Đúng rồi, trải là rồi. Mình cũng không bị lạ lẫm, mình chỉ là quay lại thôi. Quay lại, đúng rồi đó. Chị ơi, chị đi đâu đấy? À, chị đi về là chị chung cho vui nhá. Đi chung cái gì? Nhà chị đấy à? Hai cháu à? Bao trai, bao gái à? À, hai trai à? Ôi chị ơi, mình đến là Nguyên Thủy, hôm nay chị buôn bán, mình làm gì chị? Thấy chị cầm heo gà hả? À, buôn bán. Dạ, bán. Buôn bán là ăn là phù hợp thái thôi. À. Rồi đó là đúng gì đó, tới làng rồi đó, tới cổng làng rồi đó. Ồ. Vô tình ở ngoài này chỉ có một căn nhà ở đây rồi, trong làng chị cũng có một căn nhà trong đó nữa. Vẫn có. Căn nhà này nhà to. À, nhà này nhà to à. Chị sợ ơi. Mình chào xin chào người Mông nói sao chị? Chào nhân rồng ơi. Dạ. Ô chào nhân rồng ơi. Ô chào cho chồng ơi. Tại gì anh? Ê chào cho chồng ơi. Chào cái gì? Ê chào cho chồng ơi. Bánh dày chi nè. Ôi em chào cả nhà, quá trời thơm. Ê chào chú Trần ơi. Không hiểu chị ơi. Không hiểu anh học lộn rồi. Đúng ra là theo kế hoạch á, là sáng nay là mình đã vào đây rồi và sẽ có một cái lễ hội nho nhỏ chào đón mình. À, nhưng mà rất tiếc là sáng nay một cái cơn mưa lớn nó ập đến, là như mọi người nhìn thấy cái đường đi vào rồi. Bây giờ cái lễ hội Tết người Mông á thì mình sẽ không tái hiện được. Nhưng anh em mình thì sẽ chơi. Ok. Sức khỏe đảm bảo đúng không? Dạ, đảm bảo. Hên xui. Mày cứ cho về nằm sao? Dạ, tụi em hồi nãy cũng đã nói rồi. Cảm là thì mình cảm lúc nào cũng được. Nhưng mà hôm nay đến đây, ngắm cảnh, chơi ở đây, trải nghiệm ở đây, chỉ có một lần trong đời thôi. Đúng rồi, cái hang tấu này là cái điểm rất khó đến. Dạ. Cái chương trình của mình lên sóng và có thể giúp gì đó cho du lịch ở đây, giúp gì đó cho bản làng ở đây, thì đó là một cái điều rất là tốt. Cho nên dạ, anh em cố gắng nha. Xin chào. Xin chào anh ạ. Dạ, anh phải không ạ? Điện thăm hang tổ. Dạ, chào anh. Rồi anh tên là gì ạ? À, tôi tên là Chư Mùa A Chư. Mùa A Chư. Vâng, dạ. Người dân tộc Mông. Dạ. Thì bà con mình là cũng chưa có điện anh hả?
Vâng, ở đây thì nó chưa có điện, chưa có internet và cũng không có sóng điện thoại luôn. Yeah. Và con sống cuộc sống gần như là tự cung tự cấp là chính. Yeah. Cũng rất vất vả nhưng có cái nó cũng rất là hay. Yeah. Yeah. Anh, ở đây mình khoảng bao nhiêu hộ anh? Ở đây mình được 20 hộ anh. 20 hộ? 20 hộ và số dân là khoảng độ gần 100 người. Cả người lớn trẻ con. Nhưng mà em thấy rất là nhiều căn anh, rất là nhiều nhà mà. Nhiều, một số nhà là họ là nhà kho này. Ví dụ như cái này này. Nhà kho. Nông sản mà thấy để ở đấy. À. Còn nhà ở là những cái nhà như kia. À. Có nhà thì để cho gia súc nữa. Đấy, cho gia súc nữa. Làng mình là chỉ có khu vực này thôi đúng không anh? Vâng, khu vực này thôi. À, được bao bọc ở giữa núi này thôi. Vâng. Anh, mình đang là Tết đúng không anh? Tết người Mông đúng không anh? Tết người Mông mà. Đang Tết người Mông. Thì Tết người Mông là có cái đặc điểm gì mà nổi trội, nổi bật không anh? Trời mà thời tiết mà không mưa thì họ sẽ ném còn này. À. Đánh quay, đánh tu á, rồi lại có khen, có sáo các thứ chơi. Nhưng mà hôm nay là do thời tiết nên là bà con một số thì họ lại đi vắng, một số lại ở trong nhà không ra. Ở đây thì các bạn sẽ có tham gia một trò chơi ha, và chúng ta sẽ ăn trưa ở đây. Một chút nữa thì ăn trưa thì chúng ta sẽ có dịp trò chuyện với nhau nhiều hơn. Còn bây giờ thì các bạn có sẵn sàng để chơi luôn không? Sẵn sàng. Yeah. Xin mời các bạn. Tôi chỉ sợ các quay phim không sẵn sàng để quay thôi. Vâng. Ngày một đêm, 100.000 khoảnh khắc xem độc quyền và sớm nhất trên ứng dụng Vion. Các bạn sẽ tham gia trò chơi có tên Bịt Mắt Bắt Lợn. Các bạn sẽ cử ra 4 người bịt mắt và mỗi người phải bắt được một con lợn. Hai người còn lại ở ngoài hàng rào sẽ chỉ đạo và điều hướng để giúp 4 người bạn ở trong bắt được lợn. Nếu như các bạn thành công thì sẽ thu thập thêm một huy hiệu cùng với bữa trưa ngon lành ở đây. Yeah. Nếu nói về chỉ đường, hướng dẫn thì không có ai qua lại anh Google. Trường Giang. Google Giang. Google Map Giang. Google Map Giang. Rồi thêm ai nữa mấy đứa? Em sẽ là người bắt lợn cho, tại vì cái tập cuối của mùa 1 á cũng là em bắt giác con lợn chạy đi. Em cũng bắt luôn, tại vì em ấy lắm. Ấy hả? Em sẽ giả làm mà. Con lợn mẹ. Ai nữa? Em biết tiếng lợn, Cái gì vậy? Hiếu coi thử, giao lưu thử Hiếu. Tối nào em cũng nói mà. Còn ai nữa? Em sẽ bắt cho. Rồi, vậy tôi với Quy là chỉ đường, chỉ lối. Em là âm vật rất là cao, vang núi rừng. Đúng rồi. Ca sĩ mà. Đúng rồi. Ở đây có 5 con thì mỗi người bắt một con thôi. Yeah. Rồi các bạn có thời gian là 5 phút ha. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, mời đeo. Mời đeo là cái gì? Bịt mắt. À. Tôi và Hy ra khỏi vòng xoáy tình yêu. Đi. Bắt thôi. Rồi, chạy đi. Đây. Con heo. À, con heo. À, không được. Tôi không phải là con heo. Chạy chưa? Bên phải đi, bên phải đi. Bên phải đi. Chạy. Thảm tôi. Đúng rồi. Lâm ơi, em bắt hàng rào bắt gì vậy Lâm? Ở đâu, Bên phải. Bên phải của em Lâm. Bên phải của em Lâm. Ai vậy? Thầy ơi! À, không phải! Nâng! Không phải! Ơi, phải là lợn Hiếu! Đâm thẳng luôn! Đâm thẳng luôn! Gọi tên Tuấn đi! Quay ngược lại! Được rồi. Ủa, lao thẳng vô. Đó là tôi mà. Nó đâu sống cùng nó đây. Trái. Lâm ơi, bên phải. Không có rờ ai hết trơn cái gì trời. Đây nè, Lâm nghe tiếng nè. Nghe hai giọng của anh nè Lâm. Đúng rồi. Lâm ơi. Heo ơi. Nghe cái tiếng heo chạy. Đó, Lâm ơi, thẳng luôn mà được. Đúng rồi. Không, ôm. Sao được Lâm ơi? Ôm. Ủa dạ. Trời ơi.
anh có thể nào lùi cho nó tới đây được không? Hiểu hiểu, bên phải. Đúng rồi, Rít ơi, lao vô Rít, lao vô heo ơi. Thằng yêu ơi, nghe tiếng heo ở đây rồi. Đó. Ôi. Ây da. Ây da. Nghe tiếng heo ở đây rồi. Đây. Anh em uống trà chiều luôn không? Rồi tức, thẳng đường tức. Bây giờ như nè, mọi người phải tập trung hàng rào, sau đó dồn lần vô. Đúng rồi. Các em ơi, làm đúng gì các em phải sợ. Đúng rồi, đúng rồi. Không dạy em á. Nói dồn lớn đi. Giảng, anh chỉ chụp các em thôi. Trời ơi, con chó luôn rồi, bắt không? Nè, con này dễ bắt lắm, màu đen luôn nè. Heo hơi đây con. Ôi mọi người đâu rồi? Đúng rồi. Sao tự nhiên anh bắt con chó? Ai thả vô vậy? Con chó. Nó thấy vui quá dễ vô chơi. Vô nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ nhàng thôi. Hello, Selene. Ngạc tự nhiên chưa? Mẹ này con. Đây nè, đâu rồi. Bắt được chưa? Trời ơi. Hiếu bên trái, Hiếu ơi. Wow, trời. Trời ơi, hai em bắt heo bỏ chạy rồi. Mình bắt. Một con heo bỏ chạy rồi mọi người ơi. Không sao. Rồi, rất thành công. Rất bắt được rồi. Hay vậy? Ai cũng hay đó, mình em không hay. Trời ơi, sao bắt được vậy trời? Mẹ thương con mẹ nè. Mấy nay con đi đâu vậy? Mẹ nè. Mấy nay con đi đâu mà sao mẹ vậy? Mẹ nè. Chú Sáu. Trời ơi. Giờ con có giống ai chú Sáu? Trời ơi, giống em quá. Trời ơi. Cái mặt cái mũi y chang. Mũi cao y chang em. Cái mũi cái miệng kìa. Trộm vía nha. Ủa? Heo ơi, ta bảo heo nè. Heo lại đây tao ôm miếng coi, miếng thôi, con này, nhẹ nhàng không? Đó, trời ơi, Hiếu ơi. Trời ơi. Thôi cho em hí đi. Chào chị bao nhiêu tuổi rồi? À, con tôi 3 tháng rồi. Con tôi thì 18 tuổi rồi, nó leo rào. Những người tàn ác thì được sống thảnh thơi. Trời ơi. Con chị đi học mẫu giáo chưa? 18 tuổi rồi, không lẽ không học. Chị thấy cái sống mũi nó giống tôi không? Trời ơi, sao hai mẹ con sửa chỗ nào vậy? Đừng dậy, có đường dậy. Trời ơi, Hiếu ơi là Hiếu. Mốt, hay gì? Đứa mình làm xui hay không? Làm xui. Ừ. Con chị tên gì? Con tôi... tên Hiếu. Hiếu ơi, ta bảo heo này
heo nằm ở đó ta lại bắt heo. Đúng rồi. Như vậy là các bạn đã thực hiện nhiệm vụ thành công. Riêng có Hiếu lúc cuối đã mở mắt ra. Tuy nhiên, vì điều kiện thời tiết ở đây đang mưa bão và chúng tôi xin ghi nhận sự cố gắng của tất cả các bạn. Các bạn sẽ cùng nhau dùng bữa trưa ngon miệng. Làm sao đây? Hiếu, xin lỗi nha. Dặn dò trước khi thả em đó. Sau này lớn lên, nhớ thành người, nhớ thành người. Nhớ thành người. Ừ. Rồi ráng nha con, ráng nha. Không có đi đêm nha. Bạch Tiết. Bạch Tiết mới bị dính nha. Bye bye. Ổn ghê chưa có gì á. Rồi bây giờ xin mời các bạn di chuyển ra ngoài thay đồ và rửa tay. Rồi xong sau đó là chúng ta sẽ dùng bữa trưa ha. Yeah. Bắt con heo này nào. Ok đi Phương. Cho vô chuồng liền đi. Rồi đi thôi. Rồi. Wow. Chúng ta có thịt lợn bản quay, gà luộc và canh cải mèo. Xong rồi ta. Chúc các bạn ngon miệng. Ăn đi anh em ơi. Anh Đinh Tuấn lấy cơm cho anh nghe. Anh ăn gì? Không hỏi luôn. Ôi trời ơi, anh cảm ơn em. Quý hóa quá. Cô đừng hỏng đó, nhớ thổi anh. Wow. Rồi heo ngon quá. Mẹ thơm ghê luôn. Thơm. Rồi giòn, nó dai giòn nữa. Ăn đi. Giòn quá, ghe giòn ha. Em nghe ở đây lắm, em thấy đồng bào dân tộc đây nè, họ ăn là trên cái bếp lửa luôn á. Gấp mới rửa ăn. Wow. Ăn vậy nó mới nóng mà em. Đúng rồi. Chiêu quá. Chiêu à. Dạ chào anh. Xin chào. Dạ em chào anh. Chào anh. Mời ngồi đây. Vâng. Ngồi đây đi. Mấy món này anh làm hả anh? Món mà dân bản ở đây làm mà anh ơi. Dạ. Mình ăn có thấy vừa miệng không? Dạ. Dạ ngon ạ. Đậm đà, ngon ạ. Thường thường là mình đi làm á, mình ăn những món ăn giống vậy luôn hả anh? Vì đồng bào phải lúc ngày nào cũng ăn gà đâu, lâu lâu mới ăn bữa thôi. Ăn uống được đơn giản hơn. Chứ không phải ngày nào cũng ăn đâu. Đúng rồi. Là mình nuôi là mình cũng phải để dành hả anh? Đúng rồi. Để dành thì làm sao mình đủ để mình ăn dần ấy. Nếu mình ăn nhiều quá nó lại hết, có hôm cần nó lại không có. Nhà mình anh có gác heo không anh? Có mà. Có không? Lát em vô em xem với nha. Rồi. Anh gác gì? Anh gác mặt heo hay là giò heo hay là anh gác... Ba chỉ. Dạ. Vâng. Ví dụ như tụi em bây giờ về đây xin một làm một cái nhà ở đây rồi tụi em nuôi gà nuôi vịt đây được không anh? Chắc là được mà. Anh nuôi gà anh đem thấy đi lộn xộn heo lộn xộn rồi anh biết con nào của mình con nào của người ta mà cứ nằm bắt. Có chứ, biết chứ. Hay vậy hả? Tối về ăn là nhà nào sẽ về ăn nhà đấy, xong nhà nào sẽ về ngủ nhà đấy. À hay vậy, mới bả đi lộn xộn nè. Đấy. Rồi bả quên nhà sao? Đi lộn xộn hết. Hôm sáng là người ta đi làm vậy thôi, tối là người ta về nhà tổ ấm. Thấy không? Quá trời heo rồi. Bãi cỏ kìa, heo quá trời luôn kìa. Ủa anh, mà hỏi cái là ở đây là nó không có điện là do là mình kéo vô không được hay là do mọi người muốn giữ gìn? Kéo thì cũng rất là muốn kéo đấy, nhưng mà do cái chi phí mà kéo vào thì rất là cao. Ở lại mà, mình cũng chủ yếu là ở đây thôi. Trên kia thì không lâu lâu mới về. Lâu mới về chứ. Ở đây nó thích hơn đúng không? Vâng, thích hơn. Và công việc chính của mình thì ở đây thì mình ở đây là nhiều, là chính thôi. Anh ơi, bây giờ tụi em ăn cũng no rồi. Mà bây giờ thấy em thấy trời nó cũng đẹp rồi.
thì tụi em cũng cũng có một vài anh em cũng chưa đi nhiều, anh hỗ trợ cho tụi em đi nhìn vòng. Vâng, mời các anh là đi tham quan lại một vòng. Rồi, đi thôi. Đi thôi, mình đi em ơi. Ê, quá ngon. Bên đây là bà con mình ở dọc 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 đây anh ha. Khoảng tầm 20 hộ. Ở dưới này họ không ở vì là mùa mưa, mưa lũ ấy, thì ngập, nước nó ngập ở dưới này. Nhưng mà cái mùa mưa nước ngập như vậy thì nó có cá không? Không có cá. Tại vì nước trên suối, trên núi chảy xuống cũng không có cá suối luôn. Không có cá. Uổng nha. Anh thấy xa xa có cái đường mòn lên không? Vâng. Cái đường đó đi đâu anh? Cái đấy là có nương giấy của bà con đằng sau này. À, là chỗ trồng ngô đó. Đấy, trồng ngô đấy. À. Dùng cái con xe tải quân đội kia họ chở nông sản từ trong đấy ra về ra ngoài. Và... À, là xe của quân đội sẽ chạy đó chở ra bán giùm mình. Đấy. Còn một phần thì mình sẽ đưa vào kho. Đấy. À. Lợn nuôi gà thì mình sẽ đưa vào kho. Thì tụi em cũng rất là thích ở chỗ này. Mặc dù hôm nay là hơi buồn tí là trời không được như ý muốn á. Như ý muốn. Đó thì tụi em thấy ở đây cũng lạnh quá cho nên có chương trình có gửi nhờ tụi em là sẽ gửi tới cho bà con một ít chăn ấm cho bà con mình dùng cho nó đỡ lạnh anh nhé. Anh cảm ơn. Dạ. Thì ở bên mình là giống như từ đầu anh cho tụi em biết là có 20 hộ thì tụi em sẽ gửi 20 phòng nhân bông. Rất là cảm ơn. Dạ. Đến san sẻ khó khăn cho bà con ở trong này. Thì tụi em gửi 20 cái chăn bông để mà bà con giữ ấm. Vâng. Để mà còn là lao động và sản xuất. Vâng. Dạ em mời mấy chị vô ạ. Dạ mời mọi người ạ. Tiếng mình gọi là cái gì sao anh? Mời vào là vô đây. Lutano. Rồi Hiếu. Lutano. Đây chăn bông cho anh Hiếu ơi. Đây chị vô đây, đây. Dạ. Với gỗ quá trời. Dạ, mời cô. Dạ. Anh đang phía trước luôn, anh đang phía trước luôn. Vâng. Đúng rồi. Mời quà tặng của chương trình 2 ngày 1 đêm vào. Dạ. Ôi. Ôi. Dạ, tặng ạ. Tặng gì ạ? Dạ. Chị ơi, em gửi chị. Dạ, lấy giùm em nha. Một phần của anh Trư tôi đâu? Dạ đây. Em gửi chị. Của anh Trư. Dạ đây. Đây, tặng cho anh. Đây là nệm bông, rất là ấm. Vâng. Vâng, nệm bông dành cho mùa đông. Vâng. Ủa? Ủa? Bên này hơn. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay anh em nghệ sĩ cũng như đoàn làm phim của chương trình 2 ngày 1 đêm đã đến Hang Táo, là một nơi rất là đẹp và rất là xinh xắn. Mặc dù hôm nay thời tiết không ủng hộ nhưng cái cảm giác vẫn rất là dễ thương và rất là gần gũi. Và quý vị thân mến, hãy cùng chúng tôi trải nghiệm những điều này bằng cách cứ mở YouTube lên xem. Rất là đẹp, rất là xinh. Và chúng tôi sẽ còn đi đến những nơi xinh xắn đẹp đẽ hơn nữa, là niềm tự hào của Việt Nam. Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Cảm nhận mới nữa đi. À, trời ơi. Có thu có chịu. Có thu có rồi. Mưa rông có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đen khi khó khăn hay huy hoàng.
em tự do tự lo.